Chào mừng các bạn đã đến với bản tin thể thao của Giấc Mơ Bóng Đá. Huấn luyện viên Park Hang-seo và những tính toán mới nơi lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo luôn biết cách mang đến những bất ngờ và sẽ không có gì bất ngờ nếu chiến thuật của đội tuyển Việt Nam thay hình đổi dạng ở những trận đấu tới tại vòng loại World Cup. Đội tuyển Việt Nam đang gấp rút chuẩn bị những bước cuối cùng để bước vào vòng loại World Cup và đối thủ của thầy Park cũng vậy. Chắc hẳn các đội đều đã nghiên cứu rất kỹ đấu pháp chiến thuật mà đội tuyển Việt Nam sử dụng trong những trận đấu đã qua và điều đó đòi hỏi huấn luyện viên Park phải có những thay đổi cho phù hợp. Trong thế phải thay đổi, nhất là khi đang nắm trong tay những cầu thủ tấn công đang đạt phong độ cao, tại sao không nghĩ đến việc đội tuyển Việt Nam sẽ chơi tấn công chủ động thay vì chủ động phòng ngự và tạo đột biến từ những tình huống chuyển trạng thái vốn đã quá quen thuộc bấy lâu. Huấn luyện viên Park Hang-seo bước vào quá trình chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam với sự tập trung và cẩn thận cao độ. Bên cạnh việc rèn thể lực, chiến thuật, ông thầy người Hàn còn giữ bí mật tất cả quá trình chuẩn bị của mình. Từ buổi tập với U22, những ngày rèn quân tại sân VFF cho tới trận giao hữu với Jordan, tất cả đều được giữ bí mật. Phải chăng, vị thuyền trưởng người Hàn đang rèn cho cầu thủ của mình một thứ vũ khí mới để đối chọi với những đối thủ trước mắt? Có thể lắm chứ, khi mà lối chơi phòng ngự chủ động và gây đột biến từ những tình huống chuyển trạng thái lối chơi mang về thành công cho đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park đang có dấu hiệu bị bắt bài và không còn mang lại quá nhiều ưu thế trước những đối thủ đang ngày càng mạnh lên. Từ trận giao hữu hồi tháng 12 năm 2020 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U22 Việt Nam, khán giả đã được chứng kiến những màu mới ở cách đội tuyển Việt Nam luôn chuyển bóng, kiểm soát thế trận cũng như tạo cơ hội. Đó có thể coi là trận đấu để huấn luyện viên Park ướm lối đá mới lên đội tuyển và tiến hành căn chỉnh dần dần. Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu chiến dịch trên đất UAE với trận gặp Indonesia, đối thủ yếu hơn và đã hết cơ hội đi tiếp. Trận đấu này là dịp phù hợp để huấn luyện viên Park vẽ những nét màu mới lên bức tranh chiến thuật của đội tuyển Việt Nam hoặc dừng việc tô màu mới nếu cần. Với tính chất quan trọng của những trận đấu ở vòng loại World Cup, không nhiều huấn luyện viên dám đưa ra những thay đổi, nhất là khi hệ thống cũ vẫn đang vận hành một cách trơn tru. Nhưng bóng đá luôn ẩn chứa nhiều biến số thú vị, quan trọng hơn, chỉ khi đủ dũng cảm để vượt qua vùng an toàn, ta mới hiểu được mình có thể vươn xa tới đâu.